Hi, xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói đến những cái dấu hiệu cho thấy cơ thể của bạn đang bị thiếu nước. Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài những cái mẹo để giúp cho bạn có thể cấp nước hiệu quả cho tế bào của mình. Có rất nhiều người uống nhiều nước và nói với Anna rằng là dường như là da vẫn bị nhăn này, vẫn bị khô này, hoặc là vẫn cảm thấy không khỏe. Đó là bởi vì bạn chưa biết cách làm sao để cung cấp nước phù hợp cho cơ thể. Trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết hết nhé. Rồi, như bạn đã biết thì nước chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể của chúng ta, và chúng ta là một phần không thể tách rời được khỏi thế giới tự nhiên. Ở thế giới tự nhiên á, thì nước cũng chiếm 2/3 cái quả địa cầu của chúng ta. Nước trong máu là chiếm đến hơn 80%, ở da của chúng ta cũng chiếm đến hơn 70%, trong não của chúng ta cũng có hơn 85% cái hàm lượng là nước, và ngay cả trong xương của chúng ta là cái cơ quan mà chắc nhất cũng có từ 20-30% thành phần là nước. Có thể nói rằng nếu như không có nước thì tất cả những cái hoạt động của các cái cơ quan, các cái tế bào đều bị ngưng trệ. Đó là lý do mà tại sao khi cơ thể thiếu nước thì tóc của bạn sẽ xấu này, da của bạn sẽ xấu này, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Đó là những cái tín hiệu mà cơ thể của chúng ta thông báo với chúng ta, cho chúng ta biết rằng là chúng ta đang bị thiếu nước. Vậy thì những cái biểu hiện cụ thể nó là như thế nào? Đầu tiên có thể bạn sẽ thấy đau đầu. Cái cảm giác đau đầu ở đây không phải là cái cảm giác đau đầu do bạn bị sốt. Khi mà bạn bị sốt thì có thể là những cái mạch máu ở đây này, nó mình có cảm giác nó rất là căng. Đấy là một cái cảm giác đau đầu do bệnh lý. Còn đây là một cái cảm giác đau đầu mà nó không rõ nguyên nhân. Thường thì có những cái cách để mà người ta nói rằng là tại sao mình bị đau đầu, là có thể mình đang nghĩ sai một điều gì đó. Còn nếu không phải là nguyên nhân như vậy thì cơ thể đang báo động với chúng ta là chúng ta đang bị thiếu nước. Thứ hai là bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và khó ngủ. Cái việc mà chúng ta khó ngủ, tức là hoặc là chúng ta khó ngủ hoặc là giấc ngủ của chúng ta không ngon. Thế trong người của chúng ta cảm thấy khát, nhưng đôi khi là mình đã uống nước lọc rồi nhưng mà mình vẫn không cảm thấy là đủ. Đương nhiên là mình không thể uống quá nhiều nước trong một ngày được. Và cho dù là mình có uống quá nhiều nước cùng lúc á, thì nó cũng lại đi qua bể lọc của thận và lại thải ra ngoài mà thôi, chứ không phải nó giữ lại được bên trong tế bào của chúng ta tất cả cái lượng nước mà chúng ta uống. Cho nên nếu bạn có một cái cảm giác là mệt mỏi, uể oải và đi kèm là ngủ không ngon thì cái nguyên nhân có thể đến đây là do bạn bị thiếu nước. Tiếp đến là bạn sẽ cảm thấy chóng mặt và khó tập trung. Thường thì đây nó cũng gần giống như cái biểu hiện mà khi mà cơ thể bị tích tụ nhiều độc tố vậy. Thì hoặc là bạn bị tích tụ quá nhiều độc tố, hoặc là cơ thể của bạn đang bị thiếu nước. Bạn hãy tìm và giải quyết từng nguyên nhân một, xem là nguyên nhân nó là gì nhá. Tiếp theo nữa là có thể là bạn thấy cái lưỡi của mình nó màu trắng. Là bạn phải thường xuyên kiểm tra cái lưỡi của mình xem mà nó có cái màu trắng không. Và thường xuyên, nếu mình đã vệ sinh sạch mà mình vẫn thấy là nó có những cái gờn màu trắng trên bề mặt lưỡi, thì có thể đó là một trong những cái biểu hiện mà bạn bị thiếu nước. Nữa là bạn cảm thấy là bị căng thẳng. Khi mà bạn thấy bị căng thẳng mà mình không biết là tại sao, thì như Anna có nói cũng giống như những cái nguyên nhân trước, là có thể bạn bị tích tụ nhiều độc tố, hoặc có thể cơ thể của bạn đang bị thiếu nước. Bạn hãy nhanh chóng cấp nước cho cơ thể mình và bạn sẽ thoát được ra khỏi cái tình trạng đấy nhé. Mình sẽ đến tiếp với những cái biểu hiện mà còn dễ dàng nhận biết hơn, đó là da của bạn khô, bắt đầu có những cái rãnh của nếp nhăn bắt đầu hình thành nên. Mình có thể nhìn thấy rất là rõ. Đôi khi có những giai đoạn mà cách đây vài năm Anna có những cái rãnh ở hai cái chỗ chân lông mày này này, hoặc là khi mình cười xong bắt đầu mình bình thường cơ mặt trở lại thì cái mình có những cái rãnh ở hai bên khóe miệng này, thì đó cũng là một trong những cái biểu hiện của việc là làn da của chúng ta bị thiếu nước. Và cái biểu hiện cuối cùng là một biểu hiện mà rất là dễ nhận biết, đó là bạn quan sát dựa trên màu của nước tiểu. Cái màu của nước tiểu nó sẽ có màu vàng nếu chúng ta thiếu nước. Đây không phải là mình quan sát cái màu nước tiểu mà sau khi ngủ dậy nhé. Thường sau khi ngủ dậy á, thì buổi sáng mình đi tiểu bao giờ cái màu nó cũng đậm hơn những cái thời gian khác ở trong ngày. Nếu như mà nguyên một ngày bạn quan sát và bạn thấy là màu nước tiểu của bạn nó có màu vàng thì tức là bạn bị thiếu nước. Và nếu như bạn không muốn là cơ thể của chúng ta nó bị cô đặc bởi những cái độc tố và cặn bã thì bạn hãy nhanh chóng bổ sung nước vào cho bên trong cơ thể.
Vậy là chúng ta đã đi qua những cái dấu hiệu cho thấy là cơ thể của bạn đang bị thiếu nước và cần phải cấp nước cho cơ thể. Bây giờ Anna sẽ cùng chuyển sang một cái phần là cung cấp cho bạn một vài những cái mẹo để bạn có thể bổ sung nước cho cơ thể theo cái cách mà tế bào có thể nhận được nhé. Và cái cách này bạn chỉ áp dụng khi mà bạn ở trong một trạng thái sức khỏe khỏe mạnh hoàn toàn. Nếu như bạn bị cảm giác như bị mất nước theo kiểu có bệnh lý thì bạn nên đi gặp bác sĩ, và bác sĩ họ sẽ đưa cho mình một cái phác đồ để điều trị. Còn đây là những cái cảm giác mệt mỏi, uể oải, những cái cảm giác mà dân gian gọi là ốm giả vờ ấy. Nó cứ mệt mệt nhưng mà mình không hiểu tại sao mà mình chẳng có bệnh gì cả mà lúc nào mình cũng mệt mệt, một dạng gần giống như kiểu suy nhược á. Thế thì bạn có thể áp dụng những cái mẹo sau đây. Trước khi mà mình vào những cái thông tin đó thì Anna có một cái thông tin quan trọng cần phải cung cấp trước cho các bạn, đó là như thế này. Không có nghĩa là chúng ta uống nước thì tất cả lượng nước đó đều được tế bào hấp thu. Đấy chính là lý do tại sao đôi khi mình uống một cái lượng nước rất nhiều chẳng hạn, mình sẽ thấy là ngay sau đó mình có thể đi tiểu ngay. Nếu như mình uống nước mà tế bào của mình không hấp thu được thì nó lại trở thành nước thải, tức là nó ở giữa những cái mô và nó lại cần được đào thải ra ngoài mà thôi. Thế thì quan trọng là chúng ta phải biết cái cách sử dụng loại nước nào, nước từ đâu thì cơ thể của chúng ta có thể hấp thu được. Trước tiên, Anna khuyến khích bạn uống đủ nước cho cơ thể và bạn chọn nước kiềm. Nước kiềm mà Anna gọi là nước tốt là loại nước phải có đầy đủ 4 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là nó phải sạch. Sạch ở đây tức là gì ạ? Nếu bạn đưa vào trong cơ thể của mình một cái loại nước mà nó đang còn bị bẩn những cái chất cặn bã, độc tố, rồi clo, rồi một số những chất thải sinh hoạt từ những cái nguồn nước tự nhiên của mình thì nó sẽ không tốt cho cơ thể một chút nào, và có thể là tế bào của bạn sẽ từ chối nhận một cái nguồn nước mà có nhiều tạp chất như vậy luôn. Cái yếu tố thứ hai của nước tốt đó là nó phải có một cái độ pH kiềm tính. Như bạn biết thì trong những clip trước Anna có giới thiệu về độ pH của chúng ta là trong máu là 7,365. Và với độ pH như vậy thì mình cần phải bổ sung một cái loại nước có tính kiềm. Đa phần những cái loại nước mà chúng ta đang sử dụng ngay qua cái hệ thống máy lọc RO thì cũng là có tính acid, có độ pH là acid. Bạn có thể dùng quỳ tím để bạn test, bạn kiểm tra, bạn sẽ biết ngay nó có tính kiềm hay không rất là dễ. Và nếu nó có tính kiềm thì khi mà mình cho quỳ tím vào nó sẽ đổi màu thành màu xanh, từ xanh đậm cho đến màu tím tùy vào cái nồng độ. Cái độ pH mà chúng ta có thể uống là từ 8 cho đến 9. Bởi vì chúng ta cần để cân bằng lại cái độ acid để đảm bảo là trong máu nó sẽ về 7,365 cho chúng ta. Được chưa ạ? Và cái yếu tố thứ ba của nước tốt là nó phải có phân tử nhỏ. Đây là một cái bí mật mà nó khiến cho là nước có được hấp thu hay không. Nước có thể được uống vào nhưng mà lại không được hấp thu. Đấy là bởi vì nó không có phân tử nhỏ. Cái phân tử lớn nó sẽ làm cho khó để mà chui vào tế bào. Còn nếu bạn uống nước tốt á, thì phân tử nó chỉ bằng 1/5 phân tử nước bình thường và nó có thể hấp thu vào tế bào nhanh hơn. Đối với người già thì sẽ làm giảm cái tình trạng đi tiểu đêm. Rồi đối với trẻ con thì các con uống sẽ không bị nghẹn. Ngay cả người lớn mình uống những cái nước có phân tử nhỏ thì cảm giác nó rất là mềm cổ họng khi mình nuốt vào á. Nếu bạn chưa từng uống bạn sẽ khó mà phân biệt được cái cảm giác này, nhưng nếu bạn đã từng uống bạn sẽ thấy là cái cảm giác nuốt vào rất là dễ, và bạn cũng nhanh bớt khát hơn bởi vì trong quá trình uống nó đã được hấp thu hết vào các cái mao mạch rồi. Và cuối cùng, cái yếu tố số 4 là khả năng chống oxy hóa, thì nước tốt phải là loại nước như vậy. Vậy bạn có thể tìm nước tốt ở đâu? Nếu bạn có đủ điều kiện, bạn nên lắp một hệ thống máy lọc Kangen. Bạn có thể inbox cho chúng tôi hoặc comment nếu mà bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái loại nước tốt này. Còn khi bạn chưa có điều kiện thì bạn có thể sử dụng những cái loại nước đóng chai như là Ionlife hoặc là Lavi. Đây cũng là hai loại mà Anna khuyến cáo bạn nên sử dụng. Cái cách mà chúng ta uống nước á, thì bạn sẽ uống chậm chậm, cứ khoảng 15 phút thì bạn uống một chút. Với cái cách mà khoa học hay hướng dẫn là mình sẽ uống là 0,4 lít nước cho 10 kg trọng lượng cơ thể. Đấy là họ tính cái lượng nước, tổng lượng nước cả ngày mình đưa vào cơ thể, bao gồm là nước lọc này, nước trong trái cây rau củ này, nước trong canh này, cho nên là bạn hãy cân đối để đảm bảo là mình cung cấp được nước nhé.
Thường á thì có một số người nói rằng là mình chỉ uống lúc khát thôi, tức là uống lúc có cơ thể, lúc mà cơ thể có nhu cầu thôi, chứ tự nhiên mình cũng uống nước sao. Nhưng mà sự thực thì khi bạn là người uống nước nhiều một thời gian, bạn sẽ thấy rằng là cơ thể nó sẽ tự đòi tăng lên, nhưng cũng chỉ đến một cái mức độ nhất định thôi. Và cái cách uống nước quan trọng mà Anna muốn nhấn mạnh ở đây là bạn nước lọc thì bạn phải uống nước ấm. Bạn phải uống nước ấm. Và khi bạn uống nước ấm á, thì bạn sẽ thấy rằng là thứ nhất là cái số lần đi tiểu của bạn giảm xuống này, cái thận của bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn này, nguyên toàn bộ hệ thống cơ thể của mình sẽ được hoạt hóa tốt hơn. Và nếu bạn ở miền Bắc vào cái thời tiết thu đông thì rất là dễ dàng cho bạn, đúng không? Còn nếu bạn ở miền Nam thì bạn càng nên uống nước ấm, bởi vì chúng ta sống ở một cái xứ nóng cho nên chúng ta thường hay bị chủ quan. Và chính bởi vì vậy mà đối với phụ nữ thì càng lớn tuổi chúng ta sẽ càng có những cái nguy cơ cao hơn về những bệnh liên quan đến cổ tử cung. Một phần trong đó là nó đến từ cái việc mà chúng ta đã uống nước lạnh. Bởi vậy chúng ta chỉ cần đổi hết thành nước ấm, bạn sẽ thấy rằng đó là cái thứ mà chăm sóc cơ thể của chúng ta rẻ tiền, hiệu quả nhất nhất mà chúng ta có thể làm được cho cơ thể của mình. Cơ thể của bạn sẽ rất là biết ơn bạn, đặc biệt trong những năm tháng của tuổi già. Được chưa ạ? Rồi, vậy là chúng ta kết thúc được cái phần nước uống. Vậy cái yếu tố thứ hai chúng ta sẽ chú ý là gì ạ? Đó là chúng ta ăn những loại thực phẩm có nhiều nước. Bạn có thể ăn dưa hấu, ăn dưa lưới, ăn táo, ăn bơ, ăn cam, ăn ớt chuông, ăn dưa leo, cà rốt, bí ngòi, ăn nha đam. Bạn có thể chọn ăn những loại quả mọng như là dâu tây, việt quất, nho, kiwi, cherry. Tất cả những loại đó được gọi là những cái water rich food, những cái thực phẩm nhiều nước và nó vô cùng cần thiết cho cơ thể của mình. À, Anna còn quên nhắc đó là cái nhóm rau cải và xà lách nhé. Cải, cải xoăn, cải bó xôi, xà lách cũng là một trong những thực phẩm nhiều nước. Thì tất cả những cái thực phẩm như vậy, trong thành phần cơ thể của nó có hơn 90% là nước. Thì cái nước đó nó khác với nước lọc ở chỗ là nước đó nó ở sẵn cái dạng liên kết của tế bào rồi, và khi bạn ăn vào thì nó vô cùng thân thiện với cơ thể của chúng ta, mình có thể hấp thu được ngay. Ngoài ra cái khả năng chống oxy hóa trong nước, ví dụ như có một số loại nước kiềm và có khả năng chống oxy hóa như nước từ cái hệ thống máy lọc Kangen chẳng hạn, với cái khả năng chống oxy hóa từ những cái loại thực phẩm rau củ quả là nó khác nhau, cho nên bạn cần phải bổ sung cả hai. Và bạn hãy thay thế một số những cái loại rau củ quả khác mà bạn hay ăn, và bạn chọn ăn sống những cái thực phẩm có nhiều nước để bổ sung được nước cho cơ thể mình. Đây cũng chính là cái bí quyết mà có những người thì cũng ăn rau củ quả, cũng uống nước nhưng mà họ lại không cấp nước được cho cơ thể. Còn mình cũng ăn như vậy, mình chọn biết chọn loại thì da của mình lúc nào cũng đẹp, bất kể là mình ở độ tuổi nào, bất kể là mình ở độ tuổi nào bạn nhé. Rồi, cái thứ ba là mình sẽ sử dụng thêm nước ép từ rau củ quả. Đôi khi có thể mình sẽ không ăn được một cái lượng quá lớn những cái loại rau củ quả, và nó cũng bất tiện khi bạn làm việc, bạn di chuyển chẳng hạn. Cho nên là nếu như bạn có thể uống được những cái loại nước ép, như bạn có thể thấy ở đây là một số những cái loại nước ép. Nước ép tự nhiên, đây hoàn toàn là màu sắc tự nhiên hết. Nó có màu xanh, nó có màu cam, nó còn có cả màu vàng, màu đỏ, nó có rất nhiều loại tùy vào cái loại thực phẩm mà bạn sử dụng. Và khi bạn sử dụng như thế này thì bạn hãy nhớ rằng là cái thành phần là rau bao giờ cũng phải chiếm đa số, còn từ trái cây thì chiếm ít thôi. Khi mà như vậy á thì bạn sẽ thấy là cơ thể của mình nó không bị tăng cái nồng độ đường từ rau củ quả, từ gọi là từ trái cây quá đâu, mà chủ yếu là mình lấy được vitamin, enzyme, muối khoáng, lấy được những cái phytochemical, và lấy được nước từ những cái loại rau củ quả trên một cách vô cùng đơn giản, mà mình chỉ việc là uống vào là xong thôi. Đó là một cái yếu tố tiếp theo mà bạn cần phải quan tâm, cái cách để bổ sung nước cho cơ thể của mình. Một cái điều mà Anna muốn giới thiệu với bạn đó là trái dừa. Cái trái dừa là dừa nguyên trái, bao gồm cả nước dừa và cơm dừa, là những cái thành phần vô cùng tốt, có thể nói như là một loại kháng sinh tự nhiên. Tuy nhiên khi mà chúng ta uống dừa thì chúng ta phải rất thận trọng này. Anna nhắc lại là bạn phải rất thận trọng khi uống dừa. Có rất là nhiều những cái chuyên gia họ có cái quan điểm rằng là mỗi ngày bổ sung một trái dừa sẽ rất là tốt, uống nước dừa mỗi ngày sẽ rất là tốt. Cái quan điểm đó phù hợp với những cái thể trạng mà dư dương, những cái thể trạng mà sống ở những cái vùng khí hậu như là phương Tây sẽ rất là phù hợp, hoặc sống ở những cái vùng mà quá nóng, ví dụ như là Hawaii hoặc là những cái vùng gần với cả cận xích đạo hơn. Thế còn đối với chúng ta thì sao ạ? Bạn phải hiểu rằng là nước dừa rất là mát,
nó làm giải nhiệt rất là tốt, nó rất là mát, tức là nó có tính hàn rất là mạnh. Chúng ta uống nước dừa, một là chúng ta phải uống vào buổi sáng đến trưa thôi, không uống vào buổi chiều. Thứ hai, uống nước dừa là mình không cho đá, tại vì nó đã hàn, nó đã có tính hàn rồi mình còn cho đá vào thì nó cực kỳ nguy hiểm cho cơ thể của mình. Nữa là nước dừa có rất là nhiều kali và nước dừa cũng có rất là nhiều chất béo, thì hai cái này nó có thể làm nhão cơ khi mà bạn, nhất là chất béo nó làm nhão cơ khi mà bạn vừa mới vận động mạnh xong, hoặc bạn đi từ nắng về bạn uống nước dừa bạn còn bị mệt hơn. Còn kali á, nếu mà bạn có những cái bệnh liên quan đến cả tim mạch thì cái cơ tim của mình rất là nhạy cảm với kali, cho nên là bạn cũng có thể lưu ý khi mà uống nước dừa. Thêm một điều nữa là gì, cái nước dừa uống vào thì nó không khác gì là mình uống nước nguội, cái thận của mình nó sẽ rất bị ảnh hưởng. Có những người uống nước dừa khoảng 6 tháng liên tục mỗi ngày một trái, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm vẫn thấy cơ thể hoàn toàn bình thường và cảm thấy rất là vui vẻ, hồ hởi, phấn khởi. Tuy nhiên sau thời gian đó thì mọi chuyện bắt đầu phát sinh khi mà cái thận của mình không được giữ ấm, nó bắt đầu giảm bớt tất cả những cái người ta gọi là sinh khí ở trong cơ thể mình, nó bị hạ xuống, thân nhiệt của mình cũng bị thấp xuống, mình bắt đầu hay bị ớn lạnh này, hay bị chóng mặt, bởi vì sinh khí không có, quả thận không được giữ ấm thì nó không thể bơm được lên phía trên, cho nên mình bắt đầu cảm thấy chóng mặt, bắt đầu cảm thấy uể oải, bắt đầu cảm thấy như là bị suy nhược cơ thể. Đấy là cái dấu hiệu mà bạn đã bị uống nước dừa quá nhiều rồi. Và có một điều đáng buồn là chỉ khi nó đã phát sinh thành bệnh thì mình lại mới biết. Cho nên Anna khuyến cáo rằng là nếu bạn đang sống ở những cái xứ rất nóng, bạn có thể uống nước dừa nhưng không phải là mỗi ngày một trái, có thể là một tháng bạn có thể uống nước dừa quãng chừng vài trái, và bạn nhớ những cái nguyên tắc là uống vào buổi sáng và không uống quẹt kèm với cả đá lạnh, không uống ăn kèm với cả những cái loại lạnh, những cái loại mà nó quá lạnh, và cũng không uống khi mà mình vừa vận động xong. Thêm một điều nữa là đối với trẻ con chẳng hạn thì gia đình hay cho uống nước dừa mỗi khi mà các cháu bị nhiệt. Anna xin thông qua đây để giới thiệu lại một chút nhé. Trong cơ thể của chúng ta nó có nhiều nguyên nhân mà gọi là bị nóng, bị nhiệt cũng gọi là bị nóng, còn bị táo bón cũng gọi là bị nóng. Nếu như con trẻ hoặc là chúng ta bị táo bón thì mình có thể uống nước dừa, uống để cho nó mềm, làm mềm ra và nó dễ dàng, nó cấp nước và nó dễ dàng, mình có thể dễ dàng đi tiêu được hơn. Nhưng mình cũng chỉ uống khi mà mình ngưng được cái tình trạng táo bón, chứ không phải là mình thấy thế nó tốt rồi mình uống quá nên. Tiếp đến là nếu như bạn bị nhiệt thì lại không nên uống nước dừa. Bạn có thể xem đây là một thông tin tham khảo bonus thêm, bạn có thể không thực hiện theo bởi vì nó sẽ khác với cả những gì bạn được biết. Đối với cả bị nhiệt, cái khí ấm của chúng ta bao giờ cũng phải được di chuyển và giữ ở bên dưới. Thế nhưng mà vì một lý do gì đó, do ăn uống, do sinh hoạt mà chúng ta bị nghịch khí, tức là khí nóng thay vì nó phải ở dưới thì nó lại bốc lên trên. Chính vì điều đó mà nó làm nhiệt. Bây giờ nếu chúng ta uống nước dừa là chúng ta thêm lạnh vào cơ thể thì cái khí nó càng bị nghịch. Và khi khí càng bị nghịch á, thì bạn lại càng thường xuyên bị nhiệt nhiều hơn. Có những đứa trẻ mà Anna thấy rằng là bị nhiệt thường xuyên nó là do cái cách ăn uống mà phụ huynh đã hướng dẫn các con, nó có những cái mà nó hơi bị sai lầm một chút. Cho nên rằng là thông qua đây, khi nó đến nước dừa, một cái loại mà có rất nhiều những chất kháng sinh tự nhiên, một loại rất tốt, nhưng khi sử dụng bạn phải vô cùng thận trọng nhé. Vô cùng thận trọng khi bạn sử dụng nước dừa. Còn nếu mà không cần thiết thì những cái loại Anna kể ở trên như là nước kiềm, như là các loại rau củ quả nhiều nước, các loại nước ép từ rau củ quả thì đã đủ cho bạn rồi. Và cái cuối cùng, để chúng ta có thể cân bằng được cơ thể thì chúng ta phải biết cách hít thở. Khi bạn đi hành thiền bạn cũng sẽ biết cách hít thở, mà khi bạn tập yoga bạn cũng sẽ biết cách hít thở. Chính cái cách mà hít thở đúng đó nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta cân bằng lại. Và khi cơ thể của chúng ta cân bằng lại, cái tâm của chúng ta tĩnh, cái tâm của chúng ta sáng và chúng ta sạch, thì mọi cái hiện trạng bệnh lý đều dễ dàng được giải quyết hơn. Bệnh nặng thì hóa nhẹ, mà bệnh nhẹ thì hóa không. Những cái người mà có cái tâm an tịnh nhá, thì họ uống một phần thuốc thôi họ đã khỏi bệnh rồi. Còn những người mà tâm động liên tục, hay lo lắng, hay sợ hãi, hay tức giận, hay trầm uất, hay căng thẳng, hay stress, hay so đo tính toán, hay hơn thiệt, tất cả những thứ đó nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta nhanh chóng rơi vào một cái tình trạng thiếu đủ thứ, chứ không đơn giản chỉ là nước.
Và Anna cảm ơn bạn đã dành thời gian để theo dõi video clip này. Anna mong rằng bạn đã biết cách để bổ sung nước hợp lý và bổ sung được những cái loại nước cực kỳ tốt cho sức khỏe của chúng ta đúng theo cái cách mà chúng ta cần. Cái này nó cũng giống như là thường mình yêu con của mình á, mình thường yêu con theo cách mà mình muốn, chứ mình thường quên mất cái việc là nhẽ ra mình phải hỏi, mà mình phải quan sát xem là con thích được yêu thương theo cách nào. Thì bây giờ cũng vậy, cơ thể của chúng ta thiếu nước, thường mình hay bổ sung nước theo cách mà mình muốn, là cái ý thức của mình muốn, mà mình quên không tìm hiểu rằng là cơ thể của chúng ta cần loại nước nào và nó cần được bổ sung như thế nào. Bạn hãy quan sát cơ thể, lắng nghe cơ thể hơn, và bạn có thể Google thêm một số những cái từ khóa, bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái thông tin tương tự, thậm chí hữu ích hơn, phù hợp hơn để bạn có thể cấp nước cho cơ thể của mình trong những trường hợp mà bị thiếu và gây ra những cái biểu hiện như là bị mệt mỏi, uể oải và căng thẳng. Một cái điều nữa mà bạn cần lưu ý trong cái quá trình mà bạn cấp nước cho cơ thể của bạn, đó là bạn có thể thay đổi cái bữa ăn của mình từ dạng cứng thành sang dạng lỏng. Tức là khi mà bạn đã cảm thấy bị thiếu nước rồi thì bạn lại đừng ăn thêm những cái đồ khô như bánh mì hoặc là những cái bữa cơm quá khô nữa. Anna khuyến cáo là bạn nên thay bằng cháo. Anna thì không thích những cái loại như là hủ tiếu, bún miến, phở, Anna không thích, bởi vì nó là những cái loại tinh bột đã được chế biến. Anna khuyến nghị là bạn có thể nấu cháo, bạn có thể nấu cháo trắng, bạn có thể nấu cháo với cả gọi là gạo lứt tím với các cái loại đậu, và bạn có thể ăn cháo mặn, cháo ngọt, thế nào cũng được. Và khi bạn thay thế một bữa như vậy á, thì nó sẽ làm cho cơ thể của bạn có nhiều nước hơn. Nếu như mà bạn là một người đang hơi bị dư cân và mũm mĩm một chút thì mình không nên ăn những bữa cháo quá nhiều, bởi vì nó sẽ làm cho giữ nước và làm cho chúng ta mập hơn. Anna nghĩ rằng là bạn cũng đã có nhiều những cái cách khác nhau, những cái tip khác nhau để có thể bổ sung nước cho cơ thể của mình, và bạn quan sát và biết rằng cơ thể của mình thuộc nhóm nào để bạn có thể cung cấp nước theo cái cách hợp lý và đúng nhất, phù hợp nhất với mình nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cần phải nhớ một điều là trong cái quá trình mà bạn nhận thấy là cơ thể mình bị mất nước, hẳn là nó đã phải đến từ một nguyên nhân nào đó. Ok, có thể chúng ta thấy rằng là thói quen sinh hoạt của mình vẫn bình thường, chế độ ngủ của mình và nghỉ ngơi của mình vẫn bình thường. Thế thì cứ cho là mọi thứ bình thường đi. Thì trong quá trình mà bạn tái cấp nước vào cơ thể thì bạn phải nhớ một cái nguyên lý là gì? Là bạn phải bỏ đi một số những cái loại có thành phần là nước nhưng mà không tốt cho sức khỏe. Ví dụ như cà phê cũng có thành phần là nước nhưng nó sẽ làm cho bạn bị mất nước hơn. Ví dụ như bia rượu cũng có thành phần là nước nhưng sẽ làm cho bạn bị mất nước hơn. Và những cái loại thực phẩm đóng hộp mà có bỏ thêm đường tinh luyện, mà sản xuất chế biến hàng loạt, đều là những cái làm cho khi mà đưa vào cơ thể còn làm cho cơ thể phải sử dụng thêm một cái lượng nước lớn để cân bằng và trung hòa lại. Đặc biệt là cà phê, có rất nhiều khách hàng của Anna bị táo bón, phải gọi là vô cùng nặng luôn á, bởi vì họ nghiện cà phê và họ uống cà phê quá nhiều, uống không phải là bằng ly mà bằng những cái ly cối, chứ không phải là bằng những cái ly cà phê. Khi bạn sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn sẽ hiểu được điều này. Tất cả mọi người, dường như tất cả mọi người đều gắn chặt mình với cái nét văn hóa cà phê, và nếu như mà mình không biết gọi là hạn chế thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng thiếu nước rất là trầm trọng, từ da cho đến ngay cả hệ tiêu hóa của mình nữa. Xin chúc các bạn có một sức khỏe tốt, và xin chúc các bạn có được cái cách mà mình có thể duy trì cái nguồn nước cho cơ thể ngay cả khi mà dịp lễ Tết đến, ngay cả khi mình thường xuyên phải đi công tác, mình thường xuyên phải tiệc tùng, thì cũng hãy nhớ cung cấp nước cho cơ thể của mình nhé. Nếu các bạn thích thông tin này, xin hãy cho Anna một like, một share, hãy rung chuông và đăng ký vào kênh YouTube của Yobo để chúng tôi có thêm động lực nhanh chóng ra những cái video clip tiếp theo. Xin chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.